mọi người nha, rất vui được gặp lại mọi người. Thì mọi người vừa nghe âm thanh trên cây đàn Kidman K250 tại nhạc cụ Thiệu Gan nha. Đó, thì đàn này rất là phù hợp cho người mới tập chơi nha mọi người. Đàn mới cây này thì giá tầm khoảng hơn 5 triệu thôi. Khi mọi người mua thì nhạc cụ Thiệu Gan sẽ tặng cho mọi người bao chân sách tập đàn. Đó, để kèm thêm một bộ đề canh nhắn phím có hình, một bộ đề canh nhắn phím có hình nốt như vậy rất là dễ tập luôn. Thì cây đàn này sẽ bảo hành cho mọi người 2 năm nha. Rồi, mọi người có nhu cầu muốn mua đàn thì có thể liên hệ vào số điện thoại 0973675251 tại trung tâm nhạc Thiệu Gan nha. Đây là cửa hàng bên mình đây. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.